tình. Pasadika Sitanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dòng tộc Sakya trong vườn xoài của một gia đình Thích Ca tên là Vedhana. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp luật này, còn ta thì ta biết pháp luật này, sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh, lời nói ta tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn, quan điểm của ngươi đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Rồi Sajikunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, đến thăm tôn giả Ananda ở Sagamagama. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau đó, Sajikunda đã bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả, Nataputta đã từ trần, và ở Pava, sau khi vị này tạ thế, các Nigantha đã chia ra làm hai phái. Pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Sau khi nghe nói như vậy, tôn giả Ananda đã nói với Sajikunda: Này hiền giả Kunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Kunda, hãy đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta sẽ trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Bạch tôn giả vâng. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sajikunda đến ý kiến Thế Tôn. Tôn giả Ananda đã bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sajikunda có nói, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha đã chia ra làm hai phái. Pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Này Kunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác, có pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài pháp, người đệ tử ấy cần được nói như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi, đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác, pháp của ngươi đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên bố, và ngươi trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Kunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán. Này Kunda, với vị đệ tử như vậy nên nói như sau: Này đại đức, dầu đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi, như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây, vị đạo sư không là vị chánh đẳng giác,
và Pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, và vị đệ tử trong Pháp này sống thành tựu Pháp và tùy Pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy Pháp, sống thuận theo Pháp. Người này nên được nói như sau: Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi không là vị chánh đẳng giác, và Pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Những người trong Pháp này sống thành tựu Pháp và tùy Pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy Pháp, sống thuận theo Pháp. Này Kunda, ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây Pháp đáng quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng quở trách. Này Kunda, với vị đệ tử như vậy, có ai nên nói như sau? Thật vậy, đại đức thành tựu theo chánh hạnh, tinh tấn trong chánh hạnh, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn hơn nữa. Tất cả đều không được phước đức. Vì sao vậy? Này Kunda, vì Pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, Pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong Pháp này sống không thành tựu Pháp và tùy Pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy Pháp, sống không thuận theo Pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được nói: Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác, Pháp được khéo tuyên bố trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng ngươi trong Pháp này sống không thành tựu Pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy Pháp, sống không thuận theo Pháp. Này Kunda, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây Pháp đáng được tán thán, nhưng vị đệ tử thì đáng quở trách. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Đại đức hãy thực hành đúng như Pháp do vị đạo sư của đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai có điều tra, ai có bị điều tra, ai có bị điều tra rồi thì, như thực thi hành, tất cả đều được phước báo. Vì sao vậy? Này Kunda, pháp luật này khéo thuyết, khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây vị đạo sư là chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và vị đệ tử trong Pháp này sống thành tựu Pháp và tùy Pháp, sống thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy Pháp, sống thuận theo Pháp. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị A-la-hán chánh đẳng giác, Pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và ngươi trong Pháp này, sống thành tựu Pháp và tùy Pháp, sống thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy Pháp, sống thuận theo Pháp. Này Kunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây Pháp đáng được tán thán, và vị đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Kunda, nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Thật vậy, đại đức thành tựu như Pháp, tinh tấn như Pháp, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều công đức. Vì sao vậy? Này Kunda, vì pháp luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và các vị đệ tử chưa được tinh thông diệu pháp, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, chưa được tỏ lộ cho các vị này, chưa được trình bày rõ ràng,
với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người, và vị đạo sư viên tịch. Đối với vị đạo sư như vậy, nếu viên tịch, các vị đệ tử sẽ ưu tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng chúng ta chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng ta, với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người, và vị đạo sư của chúng ta, viên tịch. Này Kunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử có sự ưu tư. Này Kunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ cho các vị ấy, với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người, và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch. Này Kunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử không ưu tư. Vì sao vậy? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Còn chúng ta được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ cho chúng ta biết, với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người, và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Kunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử sẽ không ưu tư. Này Kunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là không viên mãn, trong trường hợp như vậy. Nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và nếu có vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn trong trường hợp như vậy. Này Kunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và có một vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, nhưng không có các vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục, với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất tư nghì, như vậy, phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi tiết này. Này Kunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này, vị đạo sư là vị thượng tọa, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa tỷ kheo, những vị trung lạc tỷ kheo, những vị hạ lạc tỷ kheo, những vị trưởng lão tỷ kheo ni, những vị trung lạc tỷ kheo ni, những vị hạ lạc tỷ kheo ni. Nếu không có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, những vị nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh. Những vị này chấp nhận dục lạc. Nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, cũng có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy nếu không được thành công hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người. Phạm hạnh như vậy được thành công hưng thịnh, phát triển, phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, nhưng không đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng, phạm hạnh như vậy không được viên mãn về phương diện này. Này Kunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ với những phương diện này, vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa là những bậc tỷ kheo, những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục, thuyết pháp diệu dụng,
có Trung Lạp Tỷ Kheo đệ tử, có Hạ Lạp Tỷ Kheo đệ tử, có Trưởng Lão Ni đệ tử, có Trung Lạp Ni đệ tử, có Hạ Lạp Ni đệ tử, có Nam Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, có Nam Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc, có Nữ Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, nhưng cũng có những vị Nữ Cư Sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, đạt được danh xưng và lợi dưỡng tối thắng. Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương diện này. Này Kunda, nay ta hiện tại là bậc đạo sư ở đời, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác trình bày, và các vị đệ tử của ta tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Nay ta là vị đạo sư trưởng lão, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành. Nay ta có những vị tỷ kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô úy đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, đối với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghì. Ta lại có những Trung Lạp tỷ kheo sáng suốt, những vị Hạ Lạp tỷ kheo đệ tử, những vị Trưởng Lão tỷ kheo ni đệ tử, những vị Trung Lạp tỷ kheo ni đệ tử, những vị Hạ Lạp tỷ kheo ni đệ tử, những vị Nam Cư Sĩ, là những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh. Những vị Nam Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Những vị Nữ Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh. Những vị Nữ Cư Sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Này Kunda, nay phạm hạnh của ta được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. Đối với tất cả những vị đạo sư nay xuất hiện ở đời, ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng hay xuất hiện ở đời, ta không thấy một đoàn thể nào có thể bằng đoàn thể tỷ kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, vị ấy nếu tuyên bố đúng đắn, sẽ tuyên bố như sau. Thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố. Này Kunda, Udaka con của Rama thường nói, thấy mà không thấy. Thấy cái gì mà lại không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao, không thấy khía cạnh sắc bén của dao. Đấy là nghĩa của câu thấy mà không thấy. Ở đây Udaka, con của Rama đã đề cập đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bậc thánh, không có lợi ích khi nói về con dao. Này Kunda, nếu nói đúng đắn câu thấy mà không thấy, thì phải nói như sau, thấy mà không thấy. Vị ấy thấy cái gì mà lại không thấy? Một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vị ấy thấy phạm hạnh này, nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Như vậy gọi là thấy mà không thấy. Này Kunda, nếu có ai khi tả một phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau. Phạm hạnh này thành tựu hết thảy tướng,
cụ túc hết thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo trình bày, tuyên bố một cách viên mãn. Do vậy, những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi, tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này Kunda, thế nào là những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Những pháp ấy là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Những pháp ấy do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi. Này Kunda, các ngươi hãy hội họp với nhau trong tinh thần hòa đồng và tương kính, không có tranh luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa sai lạc hay hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ, không tán thán, không bác bỏ, và các ngươi hãy nói với vị ấy. Này hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này hay cách hành văn kia, cách nào thích hợp hơn? Giữa những cách hành văn này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời, này hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này thích hợp hơn cách hành văn kia, giữa những cách hành văn này, nghĩa này nên thích hợp hơn nghĩa kia, thì các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Các ngươi phải giải thích cho vị ấy một cách cẩn thận cả nghĩa lẫn cách hành văn. Lại nữa này Kunda, có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc nhưng hành văn đúng đắn, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ, mà hãy nói với vị ấy, này hiền giả, giữa những cách hành văn này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời, giữa những cách hành văn này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy, mà hãy giải thích một cách cẩn thận, ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy. Này Kunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn nhưng hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ, mà hãy giải thích một cách cẩn thận cách hành văn cho vị ấy. Này Kunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn, các ngươi nên tán đồng và tán thán vị ấy với câu thật là tốt đẹp. Khi tán đồng và tán thán, các ngươi phải nói vị ấy, này hiền giả, thật là lợi ích cho chúng tôi, thật là may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi thấy một vị đồng phạm hạnh như hiền giả tinh thông nghĩa lý như vậy, tinh thông hành văn như vậy. Này Kunda, một pháp mới ta thuyết giảng để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Ta không thuyết pháp chỉ để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại, mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai nữa. Do vậy, tấm y mà ta cho phép các ngươi mặc vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của các loài ruồi muỗi, của gió, mặt trời và các loài rắn, và để che giấu sự hổ thẹn. Các món ăn khất thực mà ta cho phép các ngươi dùng, như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể, giúp thân thể sống còn, tránh khỏi nguy hại, và giúp sống đời phạm hạnh với hy vọng. Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy, đời sống của ta mới khỏi bị lầm lỗi, và ta sống an lạc. Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi ăn trú, vừa đủ để cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc phạm của ruồi muỗi, gió, mặt trời và các loại rắn, chỉ với mục đích tránh thoát sự nguy hiểm của thời tiết và an hưởng đời sống tịnh cư.
Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ngươi dùng, vừa đủ để ngăn chặn các cảm thọ đau ốm khởi lên và để gìn giữ sức khỏe. Sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các sa môn Thích Ca, sống đam mê, hỷ lạc. Này Kunda, nếu được nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như sau. Này hiền giả, thế nào là đam mê hỷ lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều loại, nhiều cách. Bốn loại đam mê hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hạnh, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây có người ngu si, sau khi sát sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, có người sau khi lấy của không cho, tự mình sung sướng, hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, có người say đắm, đam mê sống vây quanh với năm món dục lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Bốn loại hỷ lạc này thấp kém, hạ liệt, phàm phu, không xứng thánh hạnh, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Kunda, sự kiện này cũng có thể xảy ra. Các ngoại đạo có thể hỏi, các sa môn Thích Tử có phải sống đam mê bốn loại hỷ lạc này không? Họ cần được trả lời, chớ có nói như vậy. Các ông nói như vậy là không đúng đắn, là xuyên tạc, không đúng sự thật, không thực có. Này Kunda, bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Vị tỷ kheo diệt tầm và tứ chứng, trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, đó là hỷ lạc thứ hai. Vị tỷ kheo ly hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Vị tỷ kheo xả lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các vị sa môn Thích Tử đang sống đam mê bốn loại hỷ lạc này. Họ cần được trả lời, nói như vậy là phải, các ông nói như vậy là đúng đắn, là đúng sự thật và thực có. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, này hiền giả, những ai sống đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy, có thể mong đợi kết quả gì, lợi ích gì? Hãy trả lời cho các du sĩ ấy như sau. Những ai sống đam mê bốn loại hỷ lạc ấy, có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích. Thế nào là bốn? Ở đây, vị tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, được nhập vào dòng thánh, không còn bị đọa lạc, nhất định sẽ được giác ngộ, đó là kết quả thứ nhất. Vị tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, làm muội lược tham sân si, chứng bậc nhất lai, chỉ còn trở lại đời này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau, đó là kết quả thứ hai, lợi ích thứ hai. Lại nữa, vị tỷ kheo diệt trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh ở tại chỗ ấy mà nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa, đó là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. Vị tỷ kheo diệt trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ, và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đó là kết quả thứ tư, lợi ích thứ tư. Những vị nào sống đam mê bốn loại hỷ lạc này, có thể mong đợi bốn kết quả, bốn lợi ích như vậy. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các sa môn Thích Tử sống không giữ vững lập trường. Họ cần được trả lời như sau. Này hiền giả, Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử đến trọn đời. Giống như cột trụ bằng đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào đất,
không lắc qua lắc lại, không có rung động. Cũng như vậy, Thế Tôn vì đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử đến trọn đời. Vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc sau đây. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu tình. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể lấy của không cho. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể hành dâm. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể biết mà nói láo. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cất chứa tiền của, để hưởng thọ dục lạc, như khi còn tại gia. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành tham. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành sân. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành si. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành theo sợ hãi. Này hiền giả, một vị tỷ kheo là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã diệt tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc đã nói. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau. Đối với quá khứ, Samuel Gautama có tri kiến siêu việt, nhưng đối với tương lai, Samuel Gautama không thể có tri kiến siêu việt, như sự việc xảy ra như thế nào, và vì sao lại xảy ra như vậy. Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo này chủ trương rằng, tri kiến về vấn đề này có thể được trình bày nêu rõ bởi tri kiến một vấn đề khác. Như những kẻ ngu si không thông minh khác. Này Kunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có thức nhớ đến đời sống quá khứ. Ngài muốn như thế nào, Ngài có thể nhớ xa được như vậy. Về vấn đề vị Lai, Như Lai có trí do tuệ sanh. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời sống nào khác nữa. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng, là không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Nếu những gì thuộc vị Lai là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Nếu những gì thuộc vị Lai là chân chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Nếu những gì thuộc vị Lai là chân chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy một cách vắn tắt. Nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai sẽ không trả lời. Nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Như vậy, đối với các pháp quá khứ vị Lai hiện tại, Như Lai là vị nói phải thời nói chân chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Như vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, trong thế giới này với chư thiên Ma Vương Phạm Thiên, với chúng Sa Môn và Bà La Môn, với chư thiên và loài người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như Lai biết rõ. Như vậy mới gọi là Như Lai. Trong thời gian giữa đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, và đêm Như Lai nhập vô dư y, niết bàn giới, trong thời gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy. Do vậy mới gọi là Như Lai. Như Lai nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Như vậy mới gọi là Như Lai. Đối với thế giới, với chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, với chúng Sa Môn và Bà La Môn, với chư thiên và loài người, Như Lai là bậc toàn thắng, không ai có thể thắng nổi, bậc toàn kiến, bậc tự tại. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào hiền giả,
Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, ngươi phải trả lời các du sĩ như sau. Như Lai không có nói là Như Lai có thể tồn tại sau khi chết. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Thế nào hiền giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết có phải không? Ngươi phải trả lời như sau. Như Lai không có nói là Như Lai không tồn tại sau khi chết. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Này hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ngươi hãy trả lời. Như Lai không có nói Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, vì sao Sa-môn Gotama lại không nói? Ngươi hãy trả lời. Vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ đến pháp, không liên hệ đến căn bản phạm hạnh, không hướng đến yểm ly, vô tham đoạn diệt, an tính, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, nên Thế Tôn không trả lời. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, này hiền giả, Sa-môn Gotama đã nói điều gì? Ngươi hãy trả lời. Đây là khổ. Đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ tập. Đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ diệt. Đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Kunda, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, vì sao Thế Tôn lại nói như vậy? Ngươi hãy trả lời. Vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản phạm hạnh, vì nhất định hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, nên Thế Tôn mới nói. Này Kunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói hết, còn những biện luận nào không đáng nói, ta sẽ không nói cho các ngươi nghe. Mọi biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói, thì ta đã nói. Còn những biện luận nào không đáng nói, sao ta lại nói cho các ngươi? Này Kunda, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ? Những biện luận nào đáng nói, ta đã nói cho các ngươi, và những biện luận nào không đáng nói? Này Kunda, có một số sa môn và la môn có những quan điểm, những tri kiến như sau. Bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Có một số sa môn, bà la môn khác, có những quan điểm. Bản ngã và thế giới là không thường còn. Bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn. Bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn. Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra. Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới là do mình và do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới không do mình tự tạo ra, cũng không phải không do mình tự tạo ra. Bản ngã và thế giới tự nhiên sanh, không do mình tạo ra, cũng không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Lạc khổ là thường còn, lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường. Lạc khổ là do tự mình tạo ra, do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh, không do mình tạo ra và cũng không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn bà la môn nào có quan điểm, có tri kiến như vậy? Bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ta đến nói với những vị ấy. Này hiền giả, có phải hiền giả đã nói rằng bản ngã và thế giới là thường còn? Ta không chấp nhận như vậy. Vì sao? Có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta. Chớ đừng nói cao hơn. Ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda,
Những sa môn bà la môn nào có quan điểm và tri kiến như vậy? Ta đã đến nói với các vị ấy. Lạc khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra, và không do người khác tạo ra. Nếu các vị ấy trả lời, như vậy là đúng sự thật, thì ta không chấp nhận như vậy. Có một số hữu tình có những ý tưởng sai khác. Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, biện luận nào đáng nói cho các ngươi ta đã nói, những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, ta sẽ không nói. Này Kunda, có một số sa môn bà la môn có những quan điểm như sau. Bản ngã là có sắc, không bệnh, sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Lại nữa, có một số sa môn bà la môn đã có những quan điểm và tri kiến như sau. Bản ngã là vô sắc, bản ngã là không phải sắc, không phải vô sắc. Bản ngã là có tưởng, bản ngã là vô tưởng. Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng. Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn bà la môn nào có quan điểm, có tri kiến như sau. Bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến nói với những vị ấy. Ta không chấp nhận như vậy. Vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác, ta không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Ở đây ta cao hơn về thượng trí. Có những sa môn bà la môn có những quan điểm và tri kiến. Bản ngã là vô sắc, là có sắc, vô sắc, là không có sắc, và không không có sắc, là có tưởng, là không tưởng. Ta đến nói với những vị ấy. Ta không chấp nhận như vậy. Có một số hữu tình, có những tư tưởng sai khác. Ta không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta. Ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày. Ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, trong các tâm, quán pháp trên các pháp. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời. Này Kunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, mà bốn pháp niệm xứ đã được ta truyền thuyết như vậy. Lúc bấy giờ, tôn giả Upavana đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn, liền bạch với Thế Tôn. Thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Thật kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này là thanh tịnh, pháp thoại này là tuyệt đối thanh tịnh, pháp thoại này tên là gì? Này Upavana, pháp thoại này là thanh tịnh, hãy như vậy mà phụng trì. Thế Tôn thuyết dạy như vậy, tôn giả Upavana hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.